Xin chào quý vị các bạn, chào mừng quý bạn trở lại kênh Sao Mà Cuộc Sống. Phía trước hình ảnh các bạn đang theo dõi là mình thửa ruộng, những bông lúa đã trổ bông và đang đậu hạt. Đấy, các bạn nhìn thấy một màu xanh hút tầm mắt, các bạn nhìn thấy thửa ruộng rất là đẹp. Đấy, lúa đã trổ bông, từ đồng ra bông lúa và lúa đang dần căng hạt trong. Các bạn nhìn thấy những cái phấn bông rồi những hạt lúa rất là đẹp mắt. Đây là những ruộng lúa rất là tốt, các bạn thấy những bông lúa rất là già và nhiều hạt. Một cánh đồng rất là tươi tốt với những thửa ruộng, những rất là màu mỡ, rất là tốt, lúa rất nhiều bông và nhiều hạt, rất đẹp luôn các bạn. Đây, những thửa ruộng này sẽ cho năng suất lúa rất là cao. Đây, các bạn nhìn thấy một vài bông lúa đã chín này đây. Bông lúa chín này, bông lúa chỗ trước, lúa chỗ bông trước thì là sẽ nhanh chín hơn. Một số bông lúa khô thì các bạn nhìn thấy kia, một số bông lúa khô này thì nguyên nhân là do bị sâu đục thân, đục ở giữa phần thân lúa thì sẽ khiến cho bông lúa bị đất, thân lúa bị đất thì sẽ không dinh dưỡng được những bông lúa đó, và những bông lúa đó sẽ bị khô, màu trắng đó các bạn. Đấy, thì bệnh này là bệnh khô cổ bông do một loại sâu đục thân gây nên. Thì khi mà lúa chỗ lúa bắt đầu chỗ thì người nông dân thường phải phun thuốc để trị cái sâu đục thân này. Đây là một vài bông lúa bị khô là do nguyên nhân do sâu đục thân đấy. Sâu đục thân còn dòng thân sẽ đục làm chết những bông lúa này. Các bạn nhìn thấy những tiếng nhãi quen thuộc, thân thương của cánh đồng Việt Nam. Đây, các bạn nhìn thấy ruộng lúa này, một vài bông rau muống dại mọc tự nhiên trên thửa ruộng. Lúa thì cũng đã khá khô, ruộng lúa còn một vài vũng nước đủ để cây lúa hút chất dinh dưỡng và sinh trưởng. Rồi, vừa rồi là một vài hình ảnh về vẻ đẹp của thửa ruộng với những bông lúa vừa trổ bông rất là đẹp trên cánh đồng Việt Nam, những hình ảnh chân thương của đời sống nông thôn bình thường để chia sẻ với bạn trên kênh Sắc Màu Cuộc Sống. Thửa ruộng rất là một màu xanh ngắt, rất là đẹp, tươi tốt, đầy những bông lúa nhiều hạt. Chắc chắn là năm nay sẽ cho thu hoạch đạt năng suất cao. Xin cảm ơn quý vị và bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy
hay và hữu ích thì hãy like và chia sẻ video cho mọi người xem. Và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh phát triển. Đồng thời quý vị sẽ là người đầu tiên đón nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và bạn. Hẹn gặp lại quý bạn ở những video chia sẻ tiếp theo. Những hình ảnh rất thân quen, những âm thanh quen thuộc của đời sống nông thôn Việt Nam, một cảnh quê yên bình. Ai đi xa quê thì nhìn những hình này đều phải nhớ về quê hương mình, những cánh đồng ruộng phì nhiêu màu mỡ, một màu xanh ngát tầm mắt, một cảnh quê rất là bình dị và thân thương. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bạn ở những video chia sẻ tiếp theo. Bye bye, see you again.